Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Santan Gum. Santan Gum hay còn gọi là chất tạo đặc, có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách đóng gói, thùng 25 kg. Công thức hóa học C35H49O29, tồn tại ở dạng bột màu trắng, không mùi, không vị và tan được trong nước. Là chất phụ gia giúp thực phẩm không bị phân tách, có tính đàn hồi và mềm mịn. Có tác dụng tạo độ dính cho quá trình nhào bột. Là thành phần trong nước sốt, thịt, bánh mì, bánh kẹo, nước ép trái cây, siro, sữa và kem lạnh. Được sử dụng để sản xuất thuốc diệt nấm, diệt cỏ, thuốc trừ sâu. Là thành phần tạo đặc cho kem dưỡng, kem đánh răng, dầu gội. Có khả năng làm giảm lượng đường huyết, giảm cholesterol và cải thiện các triệu chứng khó nuốt cho cơ thể. Được dùng để làm đặc bùn khoan trong sản xuất dầu mỏ. Có khả năng tạo đặc cho sơn nước, keo dán tường. Còn được thêm vào bê tông để tăng độ nhớt và ngăn hiện tượng bị rửa trôi. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.